Xin chào các bạn đang xem livestream của BB BT BB Thanh Mai. Và trong phòng điều trị ngày hôm nay thì sẽ gặp gỡ một gương mặt hết sức là đặc biệt, đó là diễn viên nghệ sĩ Ngô Thanh Vân. Và Ngô Thanh Vân đang điều trị với công nghệ trẻ hóa, và hiện giờ thì Vân đang điều trị được nửa gương mặt rồi. Không biết là vâng, và chỉ còn có vài sóc cuối cùng thôi. Rồi Vân, chị chào Vân. Rồi chị mời em nhìn chạy nha. Dạ. Hôm nay ngọn gió nào mà hôm nay đưa Vân đến với chị đây? Thực ra thì Vân đang trong quá trình quay phim, bộ phim hành động Hai Phượng. Và ngày hôm nay thì đúng vào cái ngày mà Vân được một cái ngày nghỉ. Thì trong cái quá trình đã quay hơn 20 mấy ngày qua thì có rất là nhiều những cảnh hành động quay đêm. Như các bạn cũng biết thì quay đêm như là thức khuya dậy sớm thì con cảm thấy cái làn da của mình nó bắt đầu có những cái dấu hiệu thiếu nước, rồi nó sần sùi và nó cũng có một phần nào đó chảy xệ. Thì ngày hôm nay thì nhân cơ hội được cái một ngày nghỉ thì Vân phải tìm cách để chăm sóc cho cái làn da mình đã bị bào mòn quá nhiều. Thì nhân đây thì cũng được gặp chị Mai, một người nhìn rất là trẻ, và Vân cảm thấy rất là hâm mộ với cái nhan sắc của chị sau trong những cái thời gian qua. Và Vân cũng sẽ đã gọi điện thoại cho chị Mai và nhờ chị tư vấn. Thì đầu tiên là chúc mừng Vân nữa nè. Thì cái bộ phim mà Cô Ba Sài Gòn. Rất là tự hào về bộ phim Cô Ba Sài Gòn, khi mà Tết năm vừa rồi mình thấy tất cả các cô gái mặc áo dài. Đúng thì rồi. Đó là một trong những cái mong muốn cả em và ekip khi mà tạo dựng nên cái bộ phim Cô Ba Sài Gòn, thì đều mong muốn là tất cả những bạn gái trẻ ở Việt Nam phải tự hào về cái bộ trang phục của chúng mình. Đúng và rồi. Chị cũng hy vọng là cái bộ phim mà em đang tham gia, bởi vì tất cả những gì Vân đã làm đều bằng công sức và tâm huyết đều đạt được một cái thành quả. Thì chị tin rằng cái mà em đang làm hiện tại chắc chắn cũng sẽ gặt hái được thành công. Và thôi thì chị thì có những đóng góp nho nhỏ làm sao cho chăm sóc sức khỏe của Vân cũng như là cái vẻ bề ngoài của Vân được tốt để Vân có thể Vân tự tin thể hiện trên ống kính. Thì ngày hôm nay em nghĩ em cũng đẹp lên được phần nào rồi, tại vì cái gì mình xài nhiều quá nó cũng sẽ bị hao mòn. Đúng rồi. Thì em thì khi mà tập trung vào sản xuất và cộng thêm lần này có bộ phim Hai Phượng thì em lại đóng vai chính nữa, thì cái áp lực em nó tăng gấp mấy lần so với những bộ phim trước đây. Coi thử, coi như cái phần mà em điều trị thì em thấy nó như thế nào. Thì khi mà cái làn da Vân đến đây thì nó cũng hơi có một chút xíu chảy xệ xuống. Thì như các bạn thấy thì cái tay Vân dùng để chỉ bên Vân chưa làm thì nó có cái sự hơi mềm và hơi có cái độ lún sâu vào. Còn bên đây là Vân đã làm rồi thì các bạn cũng đã thấy là nó đã chắc hơn rất nhiều. Cái phần da ở chỗ này, chỗ càm thì hình như là nó không còn cái phần da thừa ở đây nữa, mà nó nằm sát khít vào càm của Vân luôn. Cái phần nửa của mình nó được đẩy lên hết. Cảm giác như là nó đã đẩy sát rất là sâu vào. Còn bên này thì hiện tại mình chưa có được xử lý qua cái quy trình, cho nên mình vẫn còn thấy nó có hơi nhão. Đúng chút rồi, xíu đến cái độ tuổi nào thì mình mới cảm nhận được cái sự mất mát của cái elastin và cái collagen dưới da. Vân biết không, chị có một cái biểu đồ, một lát nữa chị sẽ đưa cho Vân xem. Trong cái biểu đồ đó thì các nhà khoa học đã chứng minh được rằng là ví dụ như đối với tim hay là thận hay là gan hay là những cái bộ phận não hay là mắt, có khi 50, 60, 70 chúng ta mới đầu mới lão hóa. Nhưng riêng da là 20 tuổi đã bắt đầu lão hóa rồi. Riêng cái da là hơi khó như vậy. Thành thử ra là bắt đầu từ tuổi 20 là chúng ta phải có cái chế độ chăm sóc. Quá rồi mà chỉ mất có độ mấy tiếng thôi. Để em tha hồ em tiếp tục em xài 200% sức lực của em cho những bộ phim tiếp theo, cho những dự án tiếp tới. Làm một lần như vậy là sử dụng được tới 4-5 phim lận. Đó, xong rồi tiếp tục 4-5 phim xong tái tạo lại. Chị cảm ơn Vân rất là nhiều.